bà con ơi đây là cây nhãn lông tím hay gọi ngắn gọn là nhãn tím cây có màu tím lá đặc trưng và đặc biệt hơn nữa khi ra trái màu tím luôn ăn thơm và ngon chúng ta có thể trồng làm cảnh làm phong thủy cũng như là ăn trái cây vip gốc lớn nhiều tàn cây này thì em thắng sẽ giao trực tiếp về thạnh xuân quận 12, thành phố hồ chí minh ca gao kê sông phụng một phút quảng cáo miễn phí mua cây vừa chất lượng mà còn được quảng cáo miễn phí nữa thì thứ gì chịu nổi em thắng đang nhắn tem của cây giống tâm phúc để bà con dễ nhận hàng và có nhu cầu mua tiếp theo nó cũng tiện lợi hơn thì em thắng sẽ chuẩn bị chở ra nhà xe để gửi đi sài gòn cây này em sẽ gửi đi xe tải nên quấn ở dưới mặt bầu thôi bên trên để y nguyên lợi thế cạnh tranh của bên em là đây ạ à. Năm 2025, huyện Chợ Lách đã trở thành trung tâm cây giống của quốc gia. Bà con mua yêu cầu có lời là em có thể bán được rồi, không cần cạnh tranh. Tới nơi bắt đầu em xuống cây ha. Tuy công việc vất vả nhưng được bà con tin tưởng ủng hộ em rất là vui. Có thể chúng ta không lựa chọn được nơi sinh ra, nhưng khi chúng ta nhắm mắt và hết thở thì như thế nào là do mình quyết định gửi cây xong về thôi